chào mừng quý độc giả đồng hành cùng Phong Thủy và Số Phận. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và bật mí những điều huyền diệu xung quanh cái tên của mình. Mỗi con người khi sinh ra đã được đặt cho mình một cái tên riêng biệt. Thế nhưng đó không đơn thuần chỉ là tên, mà nó còn chứa đựng những huyền cơ về cuộc sống của chủ nhân mà chúng ta không hề biết đến. Xem tử vi tên là phương pháp luận giải tương lai, vận mệnh của quý bạn thông qua tên gọi của mình. Xem tử vi tên sẽ sử dụng tên của con người, sau đó áp dụng sự huyền bí của phép luân chuyển kinh dịch để luận đoán. Với một cái tên sẽ tương ứng với một quẻ trong kinh dịch, phản ánh tất cả những điều liên quan đến cuộc sống của con người. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ giúp bạn có một kết quả chính xác nhất về tên của mình. Tiếp sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tên Nhã Hồng. Tên của bạn tương ứng với số 4. Đây là con số tượng trưng cho công bình, trách nhiệm và bình yên. Liên hệ với sao La Hầu, số 4 tương đương với hình ảnh hoàng đế trong bài Tarot, tiêu biểu cho uy quyền tối thượng, nhưng chỉ là một đại hạn nào đó. Xét về tính tình và nhân cách, đây là những người làm việc nhiều, bền bỉ, tín cẩn, nhưng không phải là những người sáng chế hay phát minh, là cột trụ của kỹ nghệ và xã hội, tổ chức và kiến thiết giỏi, làm việc với những suy nghĩ chín chắn, cẩn thận, chính xác, nhiều khi đi sâu vào chi tiết quá, vì vậy bị lạc khỏi mục tiêu chính. Lương tâm, chức nghiệp nếu được dùng đúng chỗ sẽ đem đến kết quả tốt, nếu dùng sai sẽ bị phí thì giờ và mất năng suất làm việc. Khuynh hướng bảo thủ, ưa chống đối lại các cải cách, thường tìm hiểu do dự rất lâu rồi mới bắt tay vào làm việc. Tiền bạc rất quan trọng đối với họ vì lý do muốn cuộc đời vững chắc hơn là hưởng lạc thú. Vì phải làm việc nhiều nên dễ nghi ngờ với những thành công dễ dàng và phải đổi chủ trương, thích thú trước việc làm. Hành động chín chắn nhưng lại phản ứng nhanh với các hành động bất bình đẳng. Và thường là người đòi hỏi các tổ chức và lãnh đạo các cuộc chống đối có trật tự và áp bức bất công. Thường trầm lặng, có điều độ, mực thước và ít biểu lộ, ít có tính hài hước, không mấy tháo vác, bản tính trung thành, tin cậy, là những người bạn tốt và lâu dài. Hướng nội hơn là hướng ngoại, có khuynh hướng trả thù hơn là tha thứ, kém tế nhị, kém ăn nói, thật thà, nghĩ sao nói vậy, không có tính chỉ huy nhưng rất cứng đầu, khó mà lay chuyển được ý định của họ. Xét về công việc, năng khiếu và tiền bạc, đây là những người rất thích hợp cho những việc cần sự tập trung và chú ý từng chi tiết. Các ngành nghề thích ứng, ví dụ như kỹ sư, kiến trúc sư, thầu khoán, kế toán, thu ngân, hóa học, dược sĩ, toán học, luật gia hay thẩm phán xuất sắc, có thể thành công cho các công việc khảo cứu khoa học. Phần lớn thiếu óc sáng tạo và tưởng tượng nên không thích hợp với những ngành nghề thương mại, quảng cáo hay tuyên truyền. Là nhân viên rất có tinh thần trách nhiệm, có thể hợp với các công việc buồn tẻ, đều đặn và không chán. Rất tin cậy, thật thà và ham làm nên thường là nhân viên đắc lực. Nếu làm chủ thì kém điệu nghệ vì thường hay đòi hỏi những người khác phải thích thú với công việc của mình, không biết tha thứ dù những lỗi lầm nhỏ nhất. Cẩn thận về mặt tiền bạc, biết để dành phòng khi mưa nắng trở trời. Mua bán rất chặt chẽ, không hoang phí, thường mua đồ cũ hơn là đồ mới. Ít người thích cờ bạc hay đầu tư liều lĩnh, họ chỉ dám làm những việc có kết quả chắc chắn và kiếm được đồng nào thì giữ đồng đó. Về mặt tình duyên, không tương tư một cách dễ dàng, rất cẩn thận, thực tế, tiến bước trên con đường tình cảm một cách chậm chạp và chắc chắn. Rất hiếm người có tình yêu sét đánh, phần đông thường tìm hiểu rất lâu, từ một năm trở lên rồi mới ra quyết định, sau một năm mới tiến tới hôn nhân. Là một người có lý tưởng cho những ai kiếm một người tin cậy, làm việc nhiều và cương quyết. Thường dè dặt, ít bị chi phối bởi tình cảm, nên có hạnh phúc với những người có cùng chung mục tiêu. Cần tình yêu nếu không rất dễ bị cô quạnh, khổ sở nhưng lại ít dám tỏ tình. Rất thích hợp với các số 4, số 7 và số 9, là những người đồng quan điểm, quan niệm và rất nghiêm nghị. Kết hôn với số 2 và số 6 thường đem lại hạnh phúc nếu số 2 bớt lãng mạn
và số 6 bất lý tưởng. Có thể kết hợp với số 1 và số 8 nếu các số này bớt tính hậm hĩnh và óc chỉ huy. Không thích hợp với số 3 và số 5 vì đó là dầu và lửa. Mời quý độc giả tham khảo các chương trình tiếp theo của Phong thủy và Số phận.